Hello các bác anh em nhá. Hôm nay anh em rất vui mừng là đón bác Khanh đến nhà Hành Nguyễn lắp một bộ karaoke. Thì bộ này lắp như bác Triều ở Lam Trung làm sách hôm qua ấy, y hệt luôn nhá. Một đôi loa 515 Mỹ, một vic DB Authentic 5 lớp, một đẩy Multimedia IR 800 và số X6 lưng tiếng quản lý nguồn. Quá hay rồi, bộ hay lắm. Đây là video làm kỷ niệm giữa Chí Linh và làm sách. Thực ra quê em ở làm sách. Đấy, con trai bác à, cấp đấy. Đây thì bác Hành chủ nhân bộ hát này. Bác Hành lắp của Hành Nguyễn. Xem thế nào. Sao ta cười trong lội xót xa đường. Hay đấy. Giọt mưa đi em giọt đầy ly cạn. Say dùm ta, say dùm ta như từ thổ. 515 em còn nhiều không? 712 tổng cơ 720 em cứ lên ngôi đi. Ôi sao là làm xin đừng run và đừng sợ với ta say nên thần tượng cũng lưu màu em đứng đó ta ngồi cầm mic biết đẳng cấp không? Trong âm vang vang dậy sóng sóng rất nhiều loa như này số xe em này 8 mà 8 xe con mega 4 mà 5 ấy 4 lẻ và mình ta buồn cho heo hết tình cảm hết thật rồi sao lạy lạy ôm đi em một giọt sầu ly biệt cho ta buồn trong lòng mình nhớ buồn đây. 515 tiếng lưng quả thật mà bán nó sâu. 515 nó có đẳng cấp giống như một gì ấy, 515 ấy nó sâu nào tha thiết với sông dài với sông dài ta còn mãi ống cái đâm rồi 4735 ấy được ấy hát cái thị trường vũ chuẩn đấy. Hàng chuẩn cái áp chuẩn các bác thích không? Hát thích không? Các bác mà lấy của hát Hành Nguyễn rồi thì mê luôn. Làm sách cách nhà em khoảng tầm 20 cây số quê em luôn. Hôm qua là các bác Chiều làm chung làm sách bộ y này sao mà có đẩy được. Hay quá. Đón đưa đi em rồi mãi về giữ lạ dưới bề sẽ đáp chuẩn này và đây là X6 mà vẫn làm con chi đầu đàn không cồng cảnh không láo nhiệt nhưng mà đặc cấp X6 này hết thật rồi sao thôi ta xin tự tạ cuộc tình này cuộc tình này rồi cũng lạy lạy uống đi em một giọt sầu ly biệt cho ta buồn trong lội nhớ bột tay xin đừng cho ta thêm một hơi nào tha thiết với sông dài với sông dài ta còn mãi. Hay quá, được đấy. Xin đừng cho ta
cảm xúc rồi, nghe cảm xúc rồi. Lời nào tha thiết với sông dài, với sông dài. Ta còn ai giọng và nó ấm này, vòng dài. Tuyệt vời, ok đấy, ok không?